Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ cáo buộc Nga Trung muốn thay đổi quy tắc về một trật tự quốc tế. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lưu ý rằng, Trung Quốc tới nay vẫn không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và tiếp tục mua dầu từ nước này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 21 tháng 3 khẳng định, Nhà Trắng không nhận thấy Trung Quốc có khả năng trở thành một trung gian hòa giải vô tư cho Nga và Ukraine. Đây là lời chỉ trích trực tiếp nhất của Washington trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đóng vai trò trung gian giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP. Tôi không nghĩ Trung Quốc vô tư theo bất kỳ hình thức nào. Mỹ không thấy dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần và cũng không muốn các bên ngừng chiến sự trong điều kiện hiện tại, AFP dẫn lời ông Kirby. Ông lưu ý rằng Trung Quốc tới nay vẫn không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và vẫn tiếp tục mua dầu từ nước này, bất chấp việc phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên ngành năng lượng Nga để khiến Điện Kremlin mất đi nguồn lực tài chính duy trì cuộc chiến. Ngoài ra, người phát ngôn cho rằng Trung Quốc cũng tiếp tục lặp lại những thông điệp tuyên truyền của Nga rằng Mỹ cùng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine vì đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Kiev trong những năm qua, khiến Moscow cảm thấy bị đe dọa và phải tiến hành chiến dịch. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng các nước phương Tây đang rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thừa nhận trong vài năm qua, Trung Quốc và Nga đang phát triển mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn, song Washington không gọi mối quan hệ này là một liên minh mà ví nó như một cuộc hôn nhân mang tính chất phụ lợi. Ông Kirby đồng thời cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn thay đổi quy tắc về một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Tuy nhiên, Washington vẫn muốn duy trì các kênh liên lạc với Bắc Kinh. Mỹ không muốn lệnh ngừng bán được áp dụng tại Ukraine vì điều đó sẽ cho phép Nga vẫn ở lại trên lãnh thổ đã kiểm soát và cho Nga thời gian tái tập hợp lực lượng, ông nói thêm. Quan chức chính quyền Tổng thống Biden cũng nói rằng nếu Trung Quốc muốn đóng vai trò mang tính chất xây dựng cho cuộc xung đột tại Ukraine, thì Chủ tịch Tập Cận Bình nên hối thúc Nga chấm dứt cuộc chiến tại đây. Những phát ngôn mới nhất của ông Kirby được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 20 tới 22 tháng 3 theo lời mời của Tổng thống Nga Putin đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba hồi đầu tháng. Ông Tập và Putin đã có cuộc hội đàm lần thứ hai hôm 21 tháng 3 nhưng không có dấu hiệu đạt được bước đột phá ngoại giao về chiến sự Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết 12 điểm về xung đột tại Ukraine do Trung Quốc đưa ra trước đó được định hướng theo các nguyên tắc trong hiến chương Hiệp quốc. Ông khẳng định Bắc Kinh giữ vị thế khách quan trong cuộc xung đột. Tổng thống Putin nói ông sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine và đánh giá tích cực lập trường khách quan của Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc hiện chưa bình luận về nhận định của Mỹ. Ông Zelensky chờ ông Tập phản hồi về khả năng đàm phán. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đàm phán và đang đợi Bắc Kinh phản hồi Chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc trở thành đối tác trong việc thực hiện công thức hòa bình. Chúng tôi đã gửi công thức đó qua các kênh. Chúng tôi mời phía Trung Quốc đối thoại và đang chờ câu trả lời. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 21 tháng 3. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vedechuk nói cuộc phỏng vấn cùng ngày rằng Kiev đang chờ phản hồi từ Bắc Kinh về khả năng tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đang chờ xác nhận đó sẽ là động thái quan trọng. Hai nhà lãnh đạo có nhiều điều muốn nói với nhau, bà Vedechuk nói. Từ khi nổ ra xung đột, ông Tập Cận Bình và ông Zelensky chưa có cuộc thảo luận nào. Wall Street Journal tuần trước dẫn các nguồn giấu tên cho biết lãnh đạo Trung Quốc Ukraine có thể tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến sau khi ông Tập trở về từ chuyến thăm Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Nga về nước sau chuyến thăm từ ngày 20 tới ngày 22 tháng 3. Lãnh đạo Nga Trung đã trao đổi về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp cho cuộc xung đột. Trung Quốc là quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, nhiều lần kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine và từ chối trừng phạt Moscow bất chấp sức ép từ phương Tây. Bắc Kinh gần đây ủng hộ kế hoạch 12 điểm về hòa bình Ukraine được Nga Belarus ủng hộ sau khi nước phương Tây cho rằng kế hoạch này phản ánh chưa đầy đủ về cuộc chiến. Ukraine trong khi đó cho biết muốn thảo luận trực tiếp với Trung Quốc về kế hoạch. Tổng thống Ukraine Zelensky đang tích cực thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022. Theo kế hoạch này, quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận tại Ukraine đồng nghĩa Moscow phải từ bỏ cả bốn tỉnh đã tuyên bố sắp nhập năm ngoái cùng Crimea, bán đảo Nga sắp nhập hồi năm 2014. Nga bác kế hoạch này, chỉ trích Ukraine không xét tới tình hình thực tế. Vì sao Nga Trung ngày càng xích lại cường nhau? Cuộc gặp thượng đỉnh trong tuần này giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đánh dấu một thời điểm quan trọng khác trong mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai cường quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Nga theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Sức nóng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc lần này càng được thể hiện rõ khi nó trở thành trọng tâm chú ý của giới truyền thông thế giới, nhất là trong bối cảnh tình hình chiến sự nga Ukraine dần diễn biến khốc liệt. Đây cũng là chuyến đi mà Trung Quốc muốn thúc đẩy hòa bình, trong đó Trung Quốc và Nga thúc đẩy thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, một nền kinh tế thế giới đa cực và nền dân chủ trọng lớn trong quan hệ quốc tế, cải thiện quản trị toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ của thế giới. Ngoài kỳ vọng sẽ mở ra đường hướng cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga Trung trong một kỷ nguyên mới. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow, nơi ông có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Putin, được mong chờ sẽ mang lại một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Sự kiện này diễn ra hơn một năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được các quan chức phương Tây theo dõi chặt chẽ để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có thể sẵn sàng hành động như một bên trung gian quả giải trong cuộc xung đột đến mức nào. Phía Trung Quốc đã định hình cuộc họp thượng đỉnh với Nga mang sứ mệnh thúc đẩy các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Moscow và Kiev. Mặc dù các quan chức Mỹ vẫn hoài nghi về những nỗ lực gần đây của ông Tập Cận Bình trên con đường trở thành một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu. Mối quan hệ thân thiết trong những năm qua, Trung Quốc và Nga duy trì lập trường ủng hộ lẫn nhau trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nhau. Các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm được triển khai điều đặn và đạt nhiều tiến bộ mang tính bước ngoặt trong kết nối xuyên biên giới. Năm 2022, thương mại hai chiều đạt mức cao kỷ lục 190,27 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Nga lần này của nhà lãnh đạo Trung Quốc được đánh giá là sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa sáng kiến dành đai và con đường BRI và Liên minh Kinh tế Á-Âu, đồng thời giúp hai nước đạt được các mục tiêu phát triển trong tương lai. Ông Vitaly Menkevich, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga châu Á, đánh giá chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là một tín hiệu quan trọng cho thấy sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước. Trong ngày 21 và 22 tháng 3, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đã hội đàm cùng nhau trao đổi về nhiều vấn đề như thảo luận thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của khu vực và thế giới, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin cho biết cả hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về đề xuất hòa bình của Bắc Kinh trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi liệu có bất kỳ tiến triển nào với vấn đề này hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, hãy chờ tuyên bố của các nhà lãnh đạo. Trên thực tế, Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh chính thức, có nghĩa là họ không cam kết bảo vệ lẫn nhau bằng việc hỗ trợ quân sự như các nước NATO. Nhưng hai nước là đối tác chiến lược thân thiết, một mối quan hệ sâu sắc hơn tại thời điểm Nga bị các nước phương Tây trừng phạt và cô lập do cuộc chiến tại Ukraine. Các quan chức Trung Quốc đã nói rằng mối quan hệ với Nga hiện tại đang ở mức cao nhất lịch sử. Mặc dù vậy, trong quá khứ, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không phải là lúc nào cũng nồng ấm như vậy. Hai bên từng là đối thủ trong những năm 1960 và từng đụng độ vào năm 1969 vì tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới, thậm chí khi đó còn xuất hiện lo ngại xảy ra một cuộc đối đầu hạt nhân giữa hai nước. Cả hai cũng đang cạnh tranh ảnh hưởng ở Trung Á, khu vực mà Nga từ lâu đã coi là sân sau của mình nhưng cũng đang ngày càng trở nên quan trọng đối với tham vọng địa chính trị và kinh tế của trung quốc bắc kinh đang xây dựng thêm nhiều tuyến đường sắt đường cao tốc và đường ống dẫn năng lượng ở các nước cộng hòa thuộc liên xô cũ như kazakhstan và uzbekistan nhưng trung quốc vẫn dựa vào nga như một đối tác an ninh quan trọng mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông tập và putin ngay khi đến ngay ngày 20 tháng 3, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đã có cuộc gặp không chính thức tại Điện Kremlin. Truyền thông Nga đưa tin cuộc họp kéo dài gần 4 giờ rưỡi. Theo thông cáo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đã gọi nhau là người bạn thân thiết. Sau đó, vào ngày 21 tháng 3, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin. Thực tế là Chủ tịch Tập Cận Bình với tư cách là nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đến thăm Nga 8 lần kể từ năm 2013. Trong một thập niên qua, ông Putin và ông Tập cũng đã gặp nhau hơn 40 lần dưới nhiều hình thức khác nhau. Cuộc gặp lần này càng mang một ý nghĩa đặc biệt và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, ngoài việc khẳng định quan hệ gắn bó giữa hai láng giềng. Cuộc gặp gỡ giữa ông Tập và ông Putin còn được kỳ vọng sẽ phát đi những tín hiệu quan trọng vào thời điểm cuộc xung đột nga Ukraine leo thang. Ngay trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ, ông Tập và ông Putin đã tuyên bố công khai rằng mối quan hệ của hai nước không có giới hạn. Ông Tập thường mô tả ông Putin là người bạn thân nhất của mình trong một diễn đàn kinh tế ở Nga năm 2018. Hai nhà lãnh đạo cùng chiên bánh xe Nga và uống vodka. Vào sinh nhật lần thứ 66 của ông Tập hồi năm 2019, ông Putin đã tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc một chiếc bánh kem và một hộp kem khổng lồ. Trong bài báo đăng trên một tờ báo Trung Quốc hôm 19 tháng 3, ông Putin cho biết hai người đang có mối quan hệ nồng ấm nhất, nhấn mạnh về việc đã gặp nhau khoảng 40 lần trong những năm gần đây và luôn thoải mái trò chuyện vui vẻ, thân thiết cùng nhau tại các sự kiện chính trị đối trọng với phương Tây. Mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga đã tăng cường đáng kể sau khi xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014 khi Crimea sắp nhập về với Nga. Và thời điểm đó, đối mặt với làn sóng trừng phạt của Mỹ và phương Tây, Nga đã hướng sang Trung Quốc. Và hiện nay, trước các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn, Nga cũng chuyển hướng thị trường sang Trung Quốc. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2022 tăng hơn 29% so với năm trước và đạt mức kỷ lục hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Nga tăng gần 13%, đạt hơn 76 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng hơn 43%, đạt hơn 114 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Putin cần Bắc Kinh giúp củng cố nền kinh tế đang gặp khó khăn do hứng chịu trừng phạt và tình hình chiến sự đối với nhà lãnh đạo nga bắc kinh ngày càng trở thành quyết mạch cho đầu tư và thương mại của moscow sau khi các nước phương tây hạn chế mua dầu thô và khí đốt tự nhiên của nga vào năm ngoái trung quốc đã giúp bù đắp sự sụt giảm bằng cách mua thêm năng lượng từ nga các quan chức mỹ nhận định khi cuộc chiến ukraine bùng nổ nga đã đề nghị trung quốc cung cấp thiết bị quân sự và hỗ trợ kinh tế giới chức mỹ gần đây cũng nói rằng trung quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho nga để sử dụng ở ukraine nhưng bắc kinh hoàn toàn bác bỏ trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn người đồng cấp Putin xem ông như một người đồng minh cùng chí hướng trong chiến lược chống lại sự thống trị của Mỹ và phương Tây. Trong một bài viết đăng trên một tờ báo Nga hôm 20 tháng 3, ông Tập cho biết Trung Quốc và Nga cần hợp tác để vượt qua các thách thức trong vấn đề an ninh của họ, bao gồm các hành vi báo quyền thống trị và bắt nạt gây thiệt hại lớn. Ông Tập đã theo đuổi lập trường cứng rắn hơn chống lại điều mà ông gọi là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc nhà lãnh đạo này đã kêu gọi các ngành công nghiệp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào công nghiệp phương Tây. Trung Quốc đã mua nhiều vũ khí tân tiến hơn từ Nga để hiện đại quá quân đội và cả hai nước đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung. Năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Tokyo, Trung Quốc và Nga đã điều máy bay ném bom tuần tra chung gần các khu vực phòng không của Nhật Bản trong động thái được cho là mang thông điệp sâu sắc gửi đến ông Biden. Ukraine chuẩn bị đánh lớn Tờ Bit của Đức vừa đưa tin cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiến đến một giai đoạn quyết định với việc chính quyền Kiev đang hướng mục tiêu đến việc tái chiếm các vùng lãnh thổ mà Moscow sắp nhập cho mùa xuân này. Tờ báo của Đức dẫn một nguồn tin NATO giấu tên tuyên bố liên minh quân sự này đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần để cắt đứt cái gọi là cây cầu trên đất liền nối từ Nga đến Crimea. Trong một báo cáo được phát đi ngày hôm qua 21 tháng 2, tờ biết dẫn lời một quan chức hàng đầu của NATO nói rằng các nhà phân tích của Liên minh cho rằng cuộc xung đột sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức này bày tỏ tin tưởng rằng vũ khí hạng nặng được chuyển giao cho Ukraine sẽ được sử dụng trong một số cuộc phản công sớm nhất là vào tháng 5. 6 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các đồng minh, nguồn tin giấu tên dự đoán trong khi từ chối đi vào chi tiết liên quan đến các hoạt động đã được lên kế hoạch vị quan chức giấu tên nói khẳng định rằng các lực lượng ukraine sẽ tập trung nỗ lực của họ vào hai khu vực Zaporozhye và Lugansk. nguồn tin của nato cho biết thêm mục tiêu chính của chiến dịch tấn công là cắt rứt cây cầu nối đất liền tới crimea vị quan chức giấu tên của nato tuyên bố rằng ukraine có khả năng cũng sẽ tiến hành các cuộc phản công ở các khu vực khác cuộc phản công này có thể là thật hoặc chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng quân đội nga theo nguồn tin của Pitt, NATO không loại trừ khả năng Ukraine sẽ cố gắng chiếm lại bán đảo Crimea, dùng đất để được sắp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Vì quan chức NATO khẳng định Kiev có quyền chiếm lại tất cả những vùng lãnh thổ của Ukraine. Trong một nỗ lực nhằm đảm bảo các cuộc tấn công mới thành công, những lực lượng ủng hộ Kiev được cho là đã cung cấp cho họ dữ liệu tình báo cũng như huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và vũ khí. Phát biểu với tờ báo Ba Lan, Respos Polita, hôm thứ Hai đầu tuần 20 tháng 3, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel nói rằng cơ hội cho Ukraine sẽ chỉ mở ra cho đến cuối năm nay. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cũng từng là cựu tướng, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho đến năm 2018, đã đưa ra lập luận rằng với cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ vào năm 2024, Washington có khả năng sẽ cắt giảm diện trầu quốc phòng cho Ukraine. Ông Pavel cho biết, Ông dự đoán các quốc gia châu Âu sẽ theo chân Mỹ cắt giảm diện trợ quân sự cho Kiev, Ukraine sẽ chỉ có một nỗ lực để tiến hành một chiến dịch phản công lớn. Tổng thống Cộng quan sát tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng nếu nỗ lực này thất bại, sẽ vô cùng khó khăn để có được tiền cho chiến dịch tấn công tiếp theo. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cảnh báo phương Tây nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở Ukraine. Ông này dự đoán rằng sau khi giao tranh kết thúc, hậu quả của cuộc đối đầu sẽ vẫn còn. Phát biểu tại cuộc họp do báo Remnitz Post tổ chức ở Düsseldorf hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định rằng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng cuộc chiến đó có thể tồn tại lâu dài, đồng thời nói thêm rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc, không phải mọi thứ sẽ bình thường trong một sớm một chiều. Chúng ta nên nhận ra rằng cuộc chiến tranh khủng khiếp này và những hậu quả của nó sẽ khiến chúng ta bận rộn trong một thời gian dài và chúng ta sẽ phải giải quyết việc dọn dẹp ống đổ nát đó trong một thời gian dài, nhà lãnh đạo Đức đã nói như vậy.